Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11, tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Sông Công, có một số học sinh có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, phải xuống phòng y tế nhà trường kiểm tra. Kem trình bày đã mua gói kẹo màu xanh có chữ nước ngoài bán ở khu vực cổng trường tiểu học Mỏ Chè, cổng trường Lý Tự Trọng và tạp hóa gần trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Sau khi ăn vào một lúc thì cảm thấy choáng váng, đau đầu và buồn nôn. Trước tình trạng này, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã phát đi thông báo khẩn tới các lớp và phụ huynh học sinh, đồng thời thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp kiểm tra xử lý đảm bảo an toàn cho học sinh. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân phường Mỏ Chè đã phối hợp cùng phòng y tế, phòng kinh tế, đội quản lý thị trường, trung tâm y tế thành phố xuống làm việc với ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Nguyễn Du để nắm bắt tình hình và kiểm tra trực tiếp các cửa hàng học sinh đã mua kẹo. Qua kiểm tra, đoàn đã tạm giữ 220 gói kẹo lạ tại một cửa hàng tạp hóa gần cổng trường tiểu học Mỏ Chè, có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và được bán cho học sinh với giá 2.000 đồng một gói. Qua trình bày của các em học sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Du và kiểm tra thực tế cho thấy, loại kẹo này hiện được bán khá nhiều ở cổng các trường học và các nơi khác, nhất là các điểm chợ nhỏ lẻ. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho con em mình, các gia đình tuyệt đối không mua các loại bánh kẹo thực phẩm không rõ nguồn gốc quá hạn sử dụng. Các hộ kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và đạo đức, không tiếp tay cho những kẻ sản xuất buôn bán trái phép. Đặc biệt là các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra thường xuyên các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để kiểm soát tốt nguy cơ ngộ độc xảy ra, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.